Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Tượng đài khô ráo, dân tình ngụp lặn. 128 người chết và mất tích và con số này tăng lên mỗi ngày. Miền Trung lại đón tiếp áp thấp nhiệt đới có thể mạnh thành bão. Báo Tuổi Trẻ đưa tin vào tối ngày 19 tháng 10. Ở Quảng Bình, nước lớn đến nỗi tàu thuyền của làng biển đi sâu được vào trong đất liền để cứu dân. Hàng ngàn người dân bị cô lập trong đói rét trên các nóc nhà. Đây là hình ảnh phía dưới là những căn nhà ngập tới nóc ở Quảng Bình. Dân kêu cứu tuyệt vọng trong đêm, không có lời đáp. Bên trên là ảnh căn nhà sử dụng 80 mét khối gỗ của ông chi cục trưởng Kiểm Lâm tỉnh Quảng Trị, được báo chí cho rằng nguồn gốc gỗ hoàn toàn hợp pháp, xây bằng nguồn tiền dành dụm nhiều năm của gia đình ông. Ở Hà Tĩnh, phương án phá đập tràn của hồ Kẻ Gỗ đã được đưa ra. Hiện hồ Kẻ Gỗ đang xả 1.000 mét khối trên một giây. Nếu phá đập tràn thì sẽ xả trên 4.100 mét khối giây. Hà Tĩnh chắc chắn sẽ chìm trong biển nước. Từ ngày 15 tháng 10 đến chiều ngày 19 tháng 10, tại các tỉnh từ Hà Tĩnh, Quảng Trị đã làm cho 166.782 nhà dân bị ngập. Ba tỉnh này cũng phải sơ tán khẩn cấp 28.938 hộ trên tổng số 90.967 người dân. 461.627 con gia súc gia cầm bị chết trôi. Về giao thông, 13 tuyến quốc lộ và nhiều đường giao thông địa phương bị ngập, sạt lở, hư hỏng tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Hiện tại, ngập lụt tiếp tục chia cắt tại 3 điểm trên quốc lộ 1 thuộc tỉnh Quảng Bình và một vị trí trên đường Hồ Chí Minh. Nhiều tuyến đường nội bộ tỉnh đang ngập lụt chia cắt. Từ ngày 6 đến ngày 19 tháng 10 đã có 102 người chết. Hiện vẫn còn 26 người đang mất tích. Các quân nhân bị núi lở vùi xác trên đã tìm thấy, nhưng 15 công nhân ở thủy điện Rào Trăng 3 vẫn chưa tìm thấy xác. Bên quân đội có lẽ đã buông tay. Facebook Đặng Dung nhận xét như sau: vậy là 22 quân nhân của đoàn kinh tế quốc phòng 337 đã lấy được xác. Trước đó là 13 sĩ quan và cán bộ chết ở trạm kiểm lâm 67 cũng đã tìm thấy và mang về truy điệu ở Huế. Riêng 15 công nhân ở Rào Trăng dù thiệt mạng trước nhưng hiện vẫn còn nằm dưới đống đất đá nơi đồi núi. Hai công nhân chung nhóm đã mang được xác ra là do may mắn không bị vùi lấp. Gia đình 15 công nhân này chắc chắn buồn lắm vì con em họ đến nay vẫn chưa được về nhà. Gặp đại nạn như nhau nhưng mỗi người lại có một số phận khác nhau dù đã chết. Lũ đặc biệt lớn trên các sông Kiến Giang, Quảng Bình vượt mức lũ lịch sử năm 1979. Nước lũ cuồn cuộn đổ về nhấn chìm tỉnh Quảng Bình trong đêm, hàng ngàn ngôi nhà ngập sâu hơn 3 mét, nhiều ngôi nhà chìm tới nóc, mất điện, đêm tối như mực, khắp nơi tiếng người dân thất thanh kêu cứu. Cả Quảng Bình một đêm thức trắng để chống chọi với cơn đại hồng thủy chưa từng thấy trong lịch sử lũ lụt của tỉnh này. 12 giờ đêm rạng sáng ngày 19 tháng 10, bắt đầu nước lên cao, 4 chân giường được kê lên bằng 4 bình ga, nước lại lên nữa thì bắc ghế lên ngồi. Một người dân được cứu vào sáng hôm sau đã kể lại như vậy. Đây là hình ảnh nước lũ dâng cao khắp nơi ở tỉnh Quảng Bình. Rất nhiều người quy tội cho việc phá rừng lấy gỗ và cám cảnh cho những đại hội đầy hoa và chương trình múa hát hoành tráng với chi phí hàng trăm tỷ đồng cho mỗi tỉnh, trong khi người dân không được chiếc áo phao để mặc trong cơn lũ dữ. Nhắn với ông Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, nhà báo Nguyễn Tấn Tường đã viết trên trang Facebook cá nhân của mình như sau: Bí thư Nhân, đừng quên rằng người nhập cư chiếm quá nửa dân Sài Gòn, đa phần đến từ miền Trung. Đêm qua nước về, người miền Trung xé mái nhà mò mẫm tìm đường sống, tiếng kêu cứu dậy đất dậy trời. Cả một khúc ruột miền Trung mòm mọp trong nước bạc, triệu triệu người đều hoảng loạn. Ngay tại Sài Gòn, người gốc quê cũng không thể nào ngủ được, mắt cay xè nuốt lệ cầu trời. Ngoài van ơn ông trời ra, không biết làm gì cả. Bí thư Nhân tặng hoa cho Tạ Minh Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, vui bể hát sướng, ông có nghĩ đến nhân dân hay không? Thành phố nghĩa tình của Bí thư Nhân là như vậy hay sao? Ở một quốc gia, nhà tướng lĩnh, biên phòng, cán bộ kiểm lâm nhiều gỗ là bình thường. Quan chức khoe dinh thự gỗ, nhà vườn gỗ là bình thường. Tiếp theo là những ông sư chọc đầu ngồi nói chuyện nhân quả trước một chiếc bàn làm từ cây đại thụ là bình thường. Và thật liên hoa văn nghệ song trùng với nỗi đau của đồng bào là chuyện bình thường. Đó là một quốc gia khủng hoảng đạo đức trầm trọng. Cho dù đây chưa phải lúc chỉ trích thì cũng không phải lúc phô bày những điều bình thường rất dị thường ấy ra khắp nơi như vậy.
sự cuồng nộ của thiên nhiên chưa chắc đã lớn bằng sự cuồng nộ ẩn trong lòng người dân đâu, ông Nguyễn Tiến Tường viết trong bài văn đầy chua xót như vậy. Đây là hình ảnh vào tối ngày 18 tháng 10, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân tặng hoa cho các nghệ sĩ bao gồm cả Đàm Vĩnh Hưng tham gia chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Facebook Nguyễn Tiến Đạt đưa lên Facebook một văn bản của tỉnh Lạng Sơn cho thấy chi phí tổ chức Đại hội Đảng các cấp tỉnh Lạng Sơn là hơn 86 tỷ đồng và đưa ra các tính toán như sau. Cứ cho bằng nhau đi, mỗi tỉnh chi 86 tỷ, 63 tỉnh thành nhân với 86 tỷ bằng 5.400 tỷ đồng. Đó là tiền chi cho các đại hội đảng cả nước mà thực tế có thể lớn hơn rất nhiều vì Lạng Sơn là một tỉnh nhỏ, dân số ít. Một đảng phái chính trị lấy đi 5.400 tỷ đồng tiền thuế của người dân ra xài cho đại hội của đảng mình. Còn nhân dân thì gồng mình cứu trợ lũ lụt cho nhau. Ông Nguyễn Đại đã đưa ra nhận định về con số chi phí tổ chức khủng khiếp của đại hội đảng bộ Cộng sản khắp nơi trong cả nước như vậy. Còn nhà báo Hà Phan đã khiến mọi người ngạc nhiên vì cứ đổ tội cho lâm tặc. Lâu nay người ta cứ đổ tội cho rừng cơ bản là bị phá xong là do bọn lâm tặc và người dân làm nương rẫy. Nhưng chúng ta lầm. Xin hãy đọc những con số này. Thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp chỉ trong 5 năm từ năm 2012 cho đến năm 2017, diện tích rừng tự nhiên đã bị mất do chặt phá rừng trái phép chiếm 11%, 89% còn lại do chuyển mục đích sử dụng rừng tại những dự án được duyệt. Thế đấy, rừng tự nhiên bị mất gần 90% là do những dự án được duyệt và thủy điện chiếm phần không nhỏ. Như nơi đã xảy ra thảm họa ở rào Trang Ba đã cướp đi sinh mạng của 3 công nhân và 13 cán bộ khác đã bị nạn đang tìm kiếm hàng ngày thì 200 hecta rừng khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền phải chuyển đổi mục đích nhường chỗ cho rào Trang Ba và 3 thủy điện khác, chưa kể là mở đường đi vào. Tàn phá thiên nhiên thì rừng núi nổi giận không có gì lạ, chỉ đau đớn một điều là người gánh chịu thường không phải là kẻ duyệt dự án. Nhà báo Hà Phan đã nhận định như vậy. Còn nhà báo Đoàn Hồng Lê thì kể như sau. Một chuyến đi qua, tôi phỏng vấn 4 cựu quan chức tại nhà, thì phòng khách cả 4 vị đều đặt những bộ bàn ghế gỗ cẩm lai, gỗ hương, to nặng nề, vật vã, màu vàng ạch, trình hình như muốn lấy sự giàu có, đè bẹp khách. Đây là hình ảnh văn bản vào ngày 1 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn gửi Bộ Tài chính đề nghị duyệt chi kinh phí tổ chức Đại hội Đảng các cấp với tổng kinh phí là 86 tỷ đồng. Không bao giờ tôi chọn khuôn hình phỏng vấn cùng hậu cảnh là chiếc ghế này vì tầm vóc thấp bé và màu da đen của người chủ ngồi lọt thỏm trong đó nhìn cực kỳ phản cảm. Cũng chuyến đó tôi đến nhà rông của một làng Ba Na ở Kon Tum thì nhà rông đúc xi măng lập tôn, hỏi già làng sao lạ thế, già làng nói gỗ đâu ra mà làm. Cũng theo văn phòng ban chỉ huy của Quảng Bình, Đài khí tượng Thủy văn ở Quảng Bình, lũ trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy đã vượt mức báo động số 3 rất cao và vượt mốc lịch sử năm 1979. Trên mạng xã hội, nhiều người dân ở Lệ Thủy đã kêu cứu, chờ đợi lực lượng cứu hộ trong đêm. Một người tên là Hiền Trần chia sẻ như sau, mấy chục năm chưa hề thấy nước lên nhanh như lần này, và giờ nước còn lên cao nữa, chỉ mong trời nhanh sáng. Theo đó, nhiều nhà dù được xây cao ráo nhưng cũng chìm trong lũ. Có những vùng thấp như Tân Hóa, Quảng Bình đã ngập tận 6 mét. Theo cập nhật của bà Giang Kiều, người sáng lập ra dự án nhà chống lũ, khu vực này các hộ đều có nhà phao nên 100% người dân an toàn về tính mạng. Nhà báo Dương Phong, trú tại Đồng Hới, Quảng Bình thì cập nhật như sau. Lũ vẫn còn lên khủng khiếp, bất an vì mưa lũ đã đổ xô mọi kỷ lục lịch sử. Không chỉ đổ xô vài cm mà cả mét rồi mét rưỡi. Cả đêm tiếng dân kêu giữa trời mưa nước lạnh. Trong đêm ngày 17 tháng 10, rạng sáng ngày 18 tháng 10, nhiều hộ khu vực Đông Hà, Quảng Trị cũng bị ngập nặng và cô lập. Người dân đã lên mạng kêu cứu trong vô vọng. Nhiều gia đình có trẻ con, người già và người mắc bệnh cũng đã bị mắc kẹt, không còn xuồng máy hay cano trong tình trạng nước vẫn tiếp tục lên cao. Lũ lụt tại miền Trung vào năm 2020 được xem là một đợt lũ lụt lịch sử mới, đạt mức báo động số 4, thuộc về cấp bậc thiên tai nguy hiểm nhất của Việt Nam. Đây là hình ảnh ông nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Đặng Hùng Võ ngồi trong nhà riêng với bộ salon gỗ quý chạm rồng có giá hàng tỷ đồng. Đợt bão lũ lần này bắt đầu từ đêm ngày 6 rạng ngày 7 tháng 10 năm 2020, tập trung chủ yếu ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế của Bắc Trung Bộ. Một phần Nam Trung Bộ gồm Đà Nẵng,
Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên. Và câu hỏi được đặt ra là thiên tai hay nhân tai? Trước thảm họa sạt lở đất, ông Trần Quốc Thành, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Nghệ An đã cảnh báo Thủy điện Cóc là nguyên nhân cho tình trạng này. Báo Lao động đã trích ý kiến của ông Thành, Thủy điện Cóc là dự án thủy điện có công suất nhỏ. Dự án này được nhiều doanh nghiệp lao vào làm vì suất đầu tư vừa phải, thu hồi vốn nhanh và lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, theo ông Thành, nếu đầu tư vào thủy điện Cóc ở khu vực miền Trung, nhất là Bắc Trung Bộ, thì lợi bất cập hại, bởi đây là khu vực có địa hình, độ dốc lớn, sông ngắn là nơi tập trung nhiều khu bảo tồn thiên nhiên, địa chất ở vùng này phần lớn thuộc nhóm đất dễ sạt lở. Về tác hại của loại dự án thủy điện Cóc, ông Trần Quốc Thành đánh giá, việc đầu tư ở đây vừa góp phần phá rừng hợp pháp ngay tại nơi đầu nguồn là chính, hơn nữa lại góp phần gây ngập lụt và thiếu nước ở hạ lưu. Vì mùa khô, hạ du cần nước thì thủy điện lại tích, mùa lụt hạ du thừa nước thì lại xả vì dung tích thấp, không thể tích. Nhà báo Bạch Hoàn cũng bình luận trên trang Facebook cá nhân của mình như sau. Xin đừng nói rằng thảm họa đang xảy ra ở miền Trung là thiên tai. Nó không chỉ là thiên tai, xin hãy gọi đúng cái tên là nhân tai. Thiên nhiên đòi giận, thiên nhiên đòi nợ, thiên nhiên đòi con người phải trả giá. Những gì đang xảy ra hôm nay là bởi chúng ta, những người dân miền Trung khốn khổ đang phải giành giật sự sống trong cơn lũ dữ bởi chúng ta. Là bởi rất nhiều người, trong đó có tôi, chính tôi đã góp phần để xảy ra thảm họa này. Tôi đã nhiều lần im lặng, phớt lờ, lướt qua những cánh rừng bị tàn phá, những quả đồi bị cạo trọc. Tôi đã không phẫn nộ trước tình trạng quan lại sai nha khắp nơi, khắp chốn, chở gỗ về nhà, biến những khoảng rừng thành biệt thự, biệt phủ, lâu đài. Tôi đã thở ơ khi những kẻ phá rừng, tận diệt thiên nhiên, thách thức cả đất trời, không phải trả giá. Thế cho nên, nước lũ tràn về, lẽ ra tàn phá một, thì nay sức tàn phá hủy diệt có thể thành mười. Đây là hình ảnh tượng đài trăm tỷ ở Quảng Bình đặt ở nơi cao nhất nên không hề bị ngập. Trong khi hàng trăm căn nhà dân ở xung quanh bị ngập lụt tận nóc, dân kêu cứu cả đêm trong tuyệt vọng. Nhà báo Bạch Hoàn viết tiếp, chính tôi đã không quyết tâm phản đối đến cùng khi người ta đổ cả túi tiền, tiền mồ hôi và tiền nước mắt, tiền xương máu và tiền linh hồn để xây những tượng đài khắp nơi, khắp chốn. Nơi này trăm tỷ, nơi kia ngàn tỷ. Đất nước của những tượng đài càng lớn thì phận dân càng nhỏ, tượng đài càng cao thì lưng dân càng còng. Để rồi, cứ mỗi lần thiên tai nổi giận, cứ mỗi lần thiên nhiên đòi trả giá, những người dân thấp cổ bế họng chỉ biết xót xa cho đời dân, phận lính. Để rồi, cảm xúc tiếp theo là phẫn nộ. Phẫn nộ vì tiền đầu tư cho cơ sở vật chất phục vụ sơ tán, cứu dân, tiền cho cứu hộ, cứu nạn được bao nhiêu mà thương đau nối tiếp thương đau, mất mát trùm lên mất mát. Tượng đài vẫn cứ cao, biệt phủ, đền đài vẫn cứ lớn, cơn nước cứ dâng lên, chỉ có phận người dân chìm xuống, vùng vẫy trong nhân tai, và rồi bây giờ lại bất lực, không biết bao giờ mới tìm ra lối thoát. Nhà báo Bạch Hoàn đã nêu quan điểm của mình như vậy. Còn trên trang Facebook cá nhân, nhà báo Vũ Kim Hạnh thì chia sẻ như sau. Cả đêm đọc những mẩu tin kêu cứu và cả ít ỏi những tin nhắn trả lời là chưa cứu được, hãy chờ thấy sáng. Không thể không nghĩ đến những ngôi nhà toàn bằng gỗ quý, cột kèo, ghế tủ, kệ. Lệnh đóng cửa rừng ban hành từ tháng 7 năm 2016 mà không được thực thi. Vì sao như vậy? Vì sản phẩm gỗ rừng tự nhiên vẫn cứ được ưa dùng và được tự nhiên buôn bán khắp nơi các tỉnh, còn xuất khẩu tự do sang các nước bạn. Và thủy điện vẫn cứ được cấp giấy phép. Rào Trăng là một cảnh báo quá bi thảm, đau thương, liệu có đủ sức nặng để có biện pháp tức thì ngăn thảm họa hay không? Thiên tai và nhân tai, thứ tai họa nào lớn hơn? Thảm họa kinh hoàng không chừa một ai, mà phá rừng, đắp đập, chỉ một số người ký, một số người làm và hưởng lợi mà thôi. Bà đã đặt câu hỏi ra như vậy. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.